bây giờ em đang ngồi trong chiếc Mazda 323. Con xe này hôm nay em bán cho quý anh chị và cô chú xã có giá thành là 37 triệu cho anh chị tập chạy tập lái luôn ha. Xe thì được em có tay lái nó hơi nặng, nhưng bây giờ thì em đã khắc phục lại cái tay lái rồi. Anh chị thấy em chạy có một tay thôi, chạy nhẹ, rất là nhẹ, nhẹ không khác gì trợ lực nha quý anh chị. Này cái bật đạn chè cho nó, không phải là trợ lực điện nha anh chị nha. Anh chị thấy là em chạy có một tay ha, rất là nhẹ. Xe này thì thích hợp với tất cả các anh chị tập lái nha. Đấy, rất ok, nó cua mà có một tay vậy đó, nó rất là nhẹ. Và bây giờ mời tất cả các cô chú và anh chị cùng theo em review lại chiếc xe này cho quý anh chị để chú tham khảo với giá thành là 37 triệu nhé. Vâng, mời cô chú. Vâng, chào mừng tất cả các anh chị và cô chú đã quay trở lại với channel của em trong buổi trưa ngày hôm nay. Vâng, bây giờ em sẽ review lại chiếc xe bản số đang đeo là 92A02034 này cho quý anh chị và cô chú cùng tham khảo. Trước khi em review thì em gửi một lời chào trân trọng và thân thương nhất cho tất cả các cô chú anh chị đã theo dõi video này. Và đây là lần đầu tiên anh chị đến với kênh của em, thì anh chị cô chú vui lòng nhấn nút đăng ký và bấm chuông sát góc tay phải màn hình của mình để cập nhật những mẫu xe theo ngày tháng. Và anh chị nào đã đăng ký rồi thì kích lệ tinh thần cho em một like nhé. Vâng, em xin giới thiệu lại, đây là chiếc Mazda 323. Ngày hôm nay bên em bán cho anh chị với giá thành phân khúc là 37 triệu. Con xe này em nó đăng ký 5 chỗ ngồi và không hết niên hạn tay lái. Tay lái thì hôm bữa là nó rất là nặng, nhưng thì trong cái video hồi nãy em có làm khúc đầu tiên thì anh chị cũng thấy là bây giờ rất là nhẹ anh chị ha. Thích hợp cho tất cả các cô chú và anh chị lấy vào tập lái. Hoạt động sơn si ở ngoài của em nó thì một lớp ca may rất là đẹp ha, lớp sơn ca may. Và hệ thống ở bên trong em nó thì đây là dàn ghế nỉ nè quý anh chị. Đó, nỉ nè, rất đẹp anh chị ha. Thì xe này nếu anh chị đối chú nào đã từng theo dõi kênh của em thì cũng biết con xe này em cũng đã từng chinh chiến trên cũng rất là nhiều tỉnh ha. Bốn tấp bi cửa rất là đẹp. Xe này thì kính bấm, máy lạnh thì có nha anh chị nha. Nói chung thì với một phân khúc 37 triệu thôi thì con xe này nó cũng không gì là gọi là ghê gớm cả. Nói chung là thích hợp cho anh chị tập chạy tập lái ha. Xe thì dàn ghế nỉ rất là đẹp, rất là ok. Bốn tấp bi cửa bằng nỉ luôn, máy móc thì nó cực kỳ ok luôn. Nói chung đèn đóm thì nó rất là sáng. Xe thì có tích hợp camera dê nha quý anh chị nha. Và đây là cánh cửa bên phụ. Có tấp bi tấp lô nè chị thấy không. Xe này thì lấy về chỉ vệ sinh cái thôi là sạch sẽ. Tại xe này bây giờ em đi công vụ thì em cũng không có được vệ sinh nó nhiều. Nói chung chạy tí xíu là nó dơ nên cũng lười rửa lắm anh chị. Xe thì anh chị lấy rửa cái là nó sạch à. Nó tấp bi tấp lên vậy thôi, rất ok ha. Và bây giờ em sẽ review cái máy cho quý anh chị và cô chú cùng tham khảo ha. Hỗ trợ giùm anh cái máy nha. Nắp capo. Xe này thì hiệu lực đăng kiểm vẫn còn cuối ngày 23 tháng 6 năm 2021 nha quý anh chị. Nổ máy luôn đi. Đây, máy móc của em đó. Xe này dung tích xi lanh là 1.5. Thì độ tiêu hao nguyên liệu của em nó là 67 lít trên 100 cây số nha quý anh chị. Máy móc thì hiện tại nổ cũng rất là êm. Có gì không? Máy nổ rất là xịn thành ha. Hồng sơn si nội thất và bình bọc mới. Dàn viết còn hết anh chị ha. Nói chung với một phân khúc thì 37 triệu thôi thì con xe này rất thích hợp cho quý anh chị và cô chú tập chạy tập lái ha. Và con xe này là em bán xẻ rồi nha anh chị nha. Quý anh chị và cô chú cũng đừng có mặc cả giá với em nha. Tại vì đúng 37 triệu. Chiếc xe này thì em để lại cho quý anh chị và cô chú nào lấy tập chạy tập lái ha. Em quay sơ được cái dàn gầm cho anh chị cũng tham khảo luôn ha. Nói chung gầm bệ của em nó thì còn khá là ok. Xe thì xài kính bấm. Đây, kính vẫn hoạt động bình thường nha anh chị ha. Đèn còi xi nhan đầy đủ ha. Đó, tay lái nè. Làm lại thì cũng rất là nhẹ nha anh chị nha. Nó không có nhẹ như là trợ lực điện mà, nhưng nói chung là thích hợp cho anh chị tập lái rất là ok. Xe thì con số sàn. Xe có hỗ trợ thêm một dàn camera dê, thích hợp cho tất cả các cô chú và anh chị tập lái ha. Máy lạnh thì rất ok ha. Đó. Những dòng xe này thì máy lạnh nó không thể nào lạnh được giống như xe đời mới đời cao anh chị ha. Còn những cái dòng xe mà tiền vài trăm thì nó sẽ lạnh rất là sâu.
Nhưng xe này thì nó chỉ là tương đối thôi. Máy móc thì nhạc nhạc thì có trang bị một dàn nhạc để mình nghe. Gạt mưa gạt nắng rồi vẫn còn hoạt động rất là bình thường anh chị ha. Đó, xi nhan đèn còi đầy đủ ha. Đó, anh chị nói chung là thích sở hữu chiếc xe này thì cứ xin vui lòng điện thoại trên số điện thoại đó là 079 0983 029 131. Hiện tại thì xe đang đậu tại ở chi nhánh 1 ở thành phố Bảo Lộc tỉnh Lâm Đồng. Em sẽ miễn phí trong vòng 100 cây số vòng vòng khu vực em. Còn anh chị nào ở xa thì xin vui lòng hỗ trợ ít chi phí. Em sẽ cho tài xế chạy tận nhà cho anh chị và cô chú ha. Đó, bên này thì em cũng mới đưa con xe này về lại chi nhánh 1. Em để trên này thì anh chị nào thích xem chiếc xe Daihatsu City Van sản xuất đời 2003 tại van này đăng ký 2 chỗ ngồi. Xe này thì tổng anh chị nào lấy về đi chở hàng hóa cũng rất là ok nha anh chị nhé. Đó, một cái sập mà sau này chở rất ok. Xe thì còn 7 năm niên hạn nha quý anh chị. Xe này còn 7 năm niên hạn. Thì với một cái khoang ở dưới này thì anh chị cô chú sẽ chở hàng hóa cũng rất là ok ha. Xe này máy lạnh cực kỳ sâu. Số sàn. Con này thì em cũng có một cái video review chi tiết rồi. Quý anh chị cô chú nào thích sở hữu chiếc này thì cứ xin vui lòng alo cho em với phân khúc là 55 triệu. Xe này thì đi chở hàng chở hóa rất là good ha. Vâng, cảm ơn tất cả các cô chú và anh chị trong suốt thời gian qua cũng đồng hành với em. Cũng không biết nói gì hơn, chúc cho cả nhà mình có một ngày thật là vui vẻ và luôn luôn gặp nhiều may mắn trong cuộc sống nhé. Vâng, xin chào và hẹn gặp lại anh chị một clip sau.